Clip kịch tính màn đối đầu giữa sư tử và trâu rừng dưới nước. Đoạn video ghi lại một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi con sư tử được mạnh mẽ đánh bại một con trâu khổng lồ và dìm nó xuống nước. Đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube Incredible Wild Animal Sighting Channel ghi lại một sự kiện ấn tượng vừa xảy ra khi một con sư tử được mạnh mẽ và khổng lồ đang một mình đối đầu và đánh bại một con trâu lớn tại một vũng nước. Trong đoạn video, con sư tử đực đã thể hiện sự dũng mãnh và khả năng chi phối trong việc đối đầu với con trâu mạnh mẽ. Nó đã tận dụng vũng nước để dìm chết con trâu. Cảnh tượng này cho thấy rõ ràng về cách sư tử đực, một trong những loài săn mồi mạnh mẽ nhất trong vương quốc động vật, sử dụng sức mạnh và chiến thuật của mình để đánh bại một con trâu lớn.